Tô Vũ Tùng Tám xin trân trọng giới thiệu quý vị, và hôm nay là buổi sáng ngày mùng 2 tháng 1 năm 2019. Vâng, thì chúng đầu năm mới luôn, và tôi kính chúc quý vị và các bạn bè trên màn hình nhỏ và một lời chúc tốt đẹp nhất, một sức khỏe năm mới, và để làm ăn và gặp nhiều may mắn. Và chúng tôi giới thiệu luôn, đây là một chiếc sập thờ chân 20 đục tứ linh lạch, và của một vị khách hàng là ở Lạng Sơn. Và bây chúng tôi đang chuẩn bị bốc và xếp xe để trở lên Lạng Sơn cho một khách hàng ở Lạng Sơn đúng đầu năm mới luôn, 2019. Và đây là hình ảnh chiếc sập thờ và chiếc xe chúng tôi đang bắt đầu bốc xếp lên để trở lên cho anh ở Lạng Sơn này. Tôi quên mất tên, không nhớ tên như là gì, mà chiếc sập thờ chân 20 có kích thước là dài 1m97, cao 1m17 và rộng 1m07, bằng gỗ mita, 100% gỗ mita, và được tứ linh lạch. Chi tiết hình ảnh rất là đẹp. Vậy nhà này tên là gì nhỉ? À, đúng rồi, vợ chồng anh Tuân ở Lạng Sơn. Thì nhân dịp tôi cũng xin cảm ơn vợ chồng anh Tuân ở Lạng Sơn nhé, và đã tin tưởng và dùng đồ của cơ sở sản xuất đồ gỗ của tôi. Và năm mới tôi cũng không lên được, và xin chúc vợ chồng anh một năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, làm ăn gặp nhiều may mắn. Và xin chúc vợ chồng anh là và toàn thể gia đình một sức khỏe nha. Xin cảm ơn anh. Và đây trước mặt quý vị đây cũng là một chiếc sập ngũ phúc bằng gỗ cụ Lào, và có kích thước 1m8 2m2, cổ liền và đục rất là đẹp. Và đây cũng của một vị khách hàng là anh Xuân ở Phú Khê. Và chúng tôi đang bắt đầu con đường trên đường hoàn thiện để chuyển lên cho anh trong dịp Tết Nguyên Đán này, để anh chơi Tết đây. Và chiếc sập rất là dày dặn, dạ là yếm 3 mặt 10 phân, chân 24. Chân đạch đục tùng lập. Tháo lên, cho lên. Rất là đẹp. Đây là anh nhấc cho lên ngay. Và xin cảm ơn quý vị và hẹn quý vị clip sau nhá. Cảm ơn.